Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ hai ngày 12 tháng 2 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi thăm và chúc Tết một số nhân sĩ trí thức tại Hà Nội nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Nhu cầu rút tiền mặt tăng mạnh trong dịp Tết, các ngân hàng tăng cường tiếp quỹ, tăng ca để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp. Trẻ nhập viện do cúm và sởi có dấu hiệu tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ngành y tế chưa phát hiện các chủng cúm đột biến mà vẫn là cúm mùa thông thường. Hé lộ nguyên nhân khiến chiếc máy bay của hãng hàng không Nga Saratov Airlines rơi ở ngoại ô của thủ đô Moscow, làm toàn bộ 71 người trên máy bay thiệt mạng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chi tiết. Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Pháp Beck.